Thông cáo báo chí về việc phát động cuộc thi thiết kế biểu tượng logo cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An nhằm lựa chọn biểu tượng logo phù hợp tiêu biểu phục vụ công tác tuyên truyền về cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương long an phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức cá nhân thường trực hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh long an phát động cuộc thi thiết kế biểu tượng logo cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương long an một đối tượng tham gia cuộc thi tất cả công dân việt nam đều được tham gia thành viên ban tổ chức hội đồng giám khảo tổ chức việc không được tham gia cuộc thi này hai nội dung hình thức logo dự thi về nội dung logo mô tả logo phải thể hiện được sự chung tay góp sức của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia khiến kế hướng tới xây dựng long an giàu mạnh người dân vui vẻ hạnh phúc xã hội an toàn văn minh chính quyền trong sạch vững mạnh phải thể hiện thống nhất, có ý nghĩa, tính khái quát, đặc thù cao, tạo sự nhận diện, rõ sức hấp dẫn, đặc sắc ấn tượng về cuộc vận động, cử tri khiến kế xây dựng quê hương đồng An. Về hình thức, thành phẩm logo gửi về theo định dạng cbc BNG, ESV. Logo đảm bảo theo quy chuẩn thiết kế, tỷ lệ đồ họa, tính liên kết, màu sắc, kích thước phải cân đối hài hòa, thuận lợi cho việc in ấn phóng to thu nhỏ, đắp nổi, gia công được bằng mọi chất liệu, kèm theo logo dự thi là bản thuyết minh ngắn gọn, xúc tích, không quá 300 từ. 3. Thể lệ tham gia cuộc thi Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể nộp tối đa 3 sản phẩm dự thi. Sản phẩm logo dự thi đảm bảo đủ điều kiện đăng ký, bảo hộ, nhãn hiệu theo quy định hiện hành, không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không sao chép trung nằm với bất kỳ hình ảnh, biểu tượng nào trong và ngoài nước, không vi phạm bản quyền tác giả. Biểu tượng dự thi phải chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình, diễn đàn, chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi nào. Ban tổ chức cuộc dân động cử tri khiến kế xây dựng quê hương Đồng An được quyền sở hữu sử dụng logo đạt giải vô thời hạn để thực hiện công tác tuyên truyền mà không bị xem là vi phạm bản quyền tác giả. 4. Thời gian thực hiện và hồ sơ tham gia cuộc thi. Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 1 tháng 12, 2023, chấm giải trao thưởng trước ngày 30 tháng 1, 2024. Hồ sơ dự thi gồm phiếu đăng ký dự thi theo mẫu, mẫu logo dự thi đảm bảo theo yêu cầu tại mục 2, bản thuyết minh logo, gửi tác phẩm dự thi theo một trong các cách thức sau, nộp trực tiếp tại văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh số 28 Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An qua hình thức một đĩa CD USB gửi theo đường bưu điện đến văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh số 28 Trư Công xưởng phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thời gian nhận bài tính theo dấu bưu điện qua hình thức một đĩa CD USB gửi vào email đại biểu nhân dân a long an gov vn qua hình thức vài nén ra lưu ý tác giả điền đầy đủ thông tin họ tên tác giả nhóm tác giả địa chỉ số điện thoại email và mã số của mẫu gốc dự thi mã số tự chọn phải thống nhất với mẫu dự thi bản thuyết minh dự thi kèm theo chính xác từ mẫu logo dự thi tác phẩm dự thi không đúng các quy định trên được xem là không hợp lệ tất cả các tác phẩm tham gia dự thi ban tổ chức sẽ không gửi trả lại cho tác giả dự thi Thông tin liên hệ chất phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh qua ông Lê Phạm Vũ Phương, số điện thoại 0906 009 329. 5. Cơ cấu giải thưởng, một giải duy nhất, logo được chọn làm biểu tượng, cuộc trận động, cử tri khiến kế xây dựng quê hương Long An, có giá trị tiền thưởng 20 triệu đồng và bằng khen của Quỹ ban nhân dân tỉnh.